bếp kangaroo các bạn ạ. Với lỗi này, cắm điện là sập cả tổng. Như vậy là 100% là chết công suất các bạn nhé. Mình sửa bảo hành cho cái người bán các bạn ạ. Con bếp này ăn dòng là cao hết đấy. Đời sau này này, nó ăn đến 9A đấy các bạn ạ. Mình ghim điện này thì nó không đèn báo không sáng. Những cái bệnh như này mình ghim đèn nó không sáng nữa là chắc là trong lúc nó cháy nó lỗ công suất ấy, nó chập ấy là nó nhảy cả tổng là cháy cầu chì rồi. Có người ghim lại rồi. Bếp tem vẫn còn nguyên nhé mọi người nhé. Công nhận con bếp này mâm từ này mà nó kéo được, mà kéo được 2000 rồi, như mâm dây nhôm à, dây đồng này rồi các bạn ạ. Đây này, nó lỗ cầu chì này các bạn này. Cầu chì nó lỗ nó chập mà. Công nhận anh Kangaroo phát triển theo 5 tháng nên bây giờ là cái xung kích rất chuẩn luôn. Bếp trông nhôm trông bé xíu này đâu mà vẫn kéo được lên tận 2000W. Và cái mâm này hình như là bây giờ là mâm như dây đồng rồi hay sao ấy mọi người ạ, chứ không phải dây nhôm nữa. Mình thử xem có đúng không. Ôi rồi, vẫn là dây nhôm nhá mọi người nhá. Vẫn là dây nhôm trắng xóa mà vẫn kéo lên đến tận 2000, ghê thật đấy. Bây giờ mình sửa cho mọi người tham khảo xem đúng là 2000 không nhá. Mình cũng không làm video kỹ mọi người sửa những cái bếp từ hỏng công suất này nữa, bởi vì trên kênh của mình đã chia sẻ hết rồi. Chết IGBT dẫn tới là chập cái nguồn DC của cái phần công suất ấy, do đó mà nó phải lỗ cầu chì để nó cắt đấy. Và trong quá trình chưa lỗ cầu chì thì nó làm cho áp của nhà người ta tận nhảy, nên cái thông báo khách nó như kia kìa. Thì sửa nó thì sẽ kiểm tra những linh kiện phần công suất, bao gồm là cầu diốt chỉnh lưu này, IGBT chắc chết rồi. Rồi là hai tụ cộng hưởng. Tiếp theo thì kiểm tra kỹ hai con chanto driver nữa xem nó có lỗi không mọi người nhé. Là nó sẽ ra được bệnh thôi. Không lôi được cái này thì cứ để nguyên đi. Dây này, nó là những cái chiếc bếp cửa hàng bán cho người ta vẫn còn trong thời gian bảo hành nên nhìn nó rất là mới này. Tháo như này là sẽ đo được cầu diốt đấy. Vậy tháo như này thì cái nguồn dương từ chân của cầu diốt đấy, nguồn dương này đi qua nguồn dương đâu nhỉ? Đúng rồi, đây, nó đi qua quận L đi sang đây ấy. Nhưng mà nó đã con IGBT mâm từ tháo ra rồi, nó không tiến chân C nữa thì có thể vẫn đo được cầu diốt luôn, không phải tháo nhá. Mình chỉ cần để đồng hồ đo thang đo thông mạch thôi. Mình đo giữa C và E này, không còn thông. Ồ, hay là không chết. Ồ, như vậy là IGBT không chết. Hay không? Thì cầu diốt chập thôi à. Ồ, thế này buồn cười. Đúng rồi, cầu diốt chập hết rồi. Chập cầu diốt không chết IGBT. Như vậy là do cái nhà sản xuất họ dùng con cầu diốt lởm quá các bạn ạ. Như vậy là bạn này quá là hay. Mình cứ nghĩ là chết cả IGBT cơ, cuối cùng IGBT cũng không chết này, nhưng cũng chưa biết được. Tháo đo như này không đi chập xe nhưng có thể nó bị lỗ đứt xe rồi các bạn nhé. Phải mở ra mình biết được, mở luôn rồi để hút hở ra, hút nó ra đã. Cầu diốt này rất là bé và mình thường là mình sẽ thay cái cầu diốt sắc to hơn để cho nó bền các bạn ạ. Chúng ta thay cầu diốt 15A chịu điện áp 600V đổ lên cũng được, hoặc là 800V hoặc 1000V. Nhưng mà thông thường mình hay thay cầu 25A mới cầu 20A hơn, bởi vì mình mua nhiều cái loại đấy. Nó thông dụng hơn và nó chịu tốt hơn thì là nó sẽ bền mọi người nhé. Đây, để mình cho mọi người tham khảo thêm hai cái con này. Con này thì phải bôi vào đây thì mọi người mới. Cầu diốt nó ghi cầu diốt cũng 20A đấy, nhưng mà cái kiểu sắc bé này nó không bền hay sao ấy. Đây này, cái đèn pin đâu, soi cái đèn pin mọi người mới nhìn rõ được.
IGBT là H20R1203 chứ không phải là H15R1203 nữa, nên nó chịu được 20A nhé. Cầu diode thì là GBU 20K kìa, thì mình hiểu nôm na nó đang chịu điện áp à, chịu dòng là 20A đấy các bạn ạ. Cầu diode thì chết rồi, cầu diode chắc chắn là chập cả hai dây AC luôn đấy các bạn thấy chưa, nên mới nhảy áp cháy IC à, cháy cầu chì đấy. Còn IGBT nhá, IGBT mình thử để thang đo 10K, mình đo CE này không chập này, và mình kích chân G này, như vậy là IGBT sống à, thế nên mới hay, có là hay hiếu nhá. Như vậy là IGBT chết à, cầu diode chết, còn IGBT không chết, do đó mình cũng không cần kiểm tra cuối driver mọi người ạ. À, nhưng ba này thì đã đơn giản quá rồi, thay cầu chì thay cầu diode thôi, chắc là chất lượng của con cầu diode này kém. Giả sử nó chết IGBT, chập IGBT thì mình sẽ kiểm tra cuối driver nhé, nhưng mình vẫn cẩn thận mình kiểm tra hai con tụ này thử xem các bạn ạ. Bàn hy hữu thật đấy các bạn ạ. Đa số đến là 100 cái bếp từ mình sửa ấy, thì nó cháy cầu chì này thì đa số là sẽ chập IGBT đầu tiên, sau đó mới cháy hỏng cầu diode. Nhưng con này lại IGBT sống nhưng mà cầu diode lại chết, mới nổ cầu chì, khá là lạ đặc biệt. Mình cũng có cầu diode bé vài con nhưng mà nó chỉ là 15A thôi, thực ra thay vẫn được ấy, nhưng mà mình sẽ thay cái con cầu diode 25A 1000V này vào để thay cho nó. Thì có một điều khác lạ như này mà chúng ta phải để ý nhá, đó là cái con này thì muốn nắp chuẩn, nắp thì nó có cái gờ như này này, thì chúng ta sẽ không nắp ngược này được, bởi vì nó sẽ bị kênh, nó không ép vào tản nhiệt được, nên chúng ta chỉ có thể lắp được như này thôi. Nhưng khi nắp được như này thì chúng ta sẽ thấy là ở hai dân chân ở giữa là hai dây AC nó có dấu ngã thì đúng, nhưng mà cái chân này là chân ra, là chân âm ra nhá mọi người nhá, nhưng cái con này là chân dương ra. À, cái chân này là chân dương ra thì lại đây là âm ra, tóm lại là nó bị ngược chân âm dương. Hai dây hai chân giữa thì ok, nhưng chân âm dương nếu mà mình nắp vào đây ấy, thì là sẽ xảy ra trường hợp ấy, là đây là chân âm ra cơ và đây là chân dương cơ ra cơ, nên nó sẽ lần bị ngược nha, nên chúng ta phải dùng một cái thao tác để lật lại cái này nhá. Đấy, đôi khi là lắp độ chế là như thế đấy, chứ chúng ta lắp như này là không đúng đâu mọi người nhá. Đây mình sẽ khoan đục và lật nó như này cho chúng ta tham khảo này, cực dương ra đấy, cực dương thì chui dưới theo cái dây này mọi người này. À, đi ra đây để đi lên, đi qua quận chặn L ấy, để điên dương nhá. Còn cái cực âm ở đây ấy, thì đã cắt mạch ở đây rồi để tách âm dương cầu sang đây. À, hàn lại chân tụ thôi chứ mình cũng chẳng kiểm tra, mình đoán là tụ nó không sao đâu. Con này do linh kiện nó kém quá, cầu diode ấy nên nó chết thôi. Thực ra VR rất là mới, chả cần đâu, nhưng mà mình vẫn theo thói quen. Cái dương mình luôn cho là ở bên trong nhá, quên mất mọi người không nhìn được. Ở dương 300V này cho bên trong, âm bên ngoài. Mình khi mình tháo mình chả để ý đâu, nhưng bao năm nay mình luôn lắp theo chuẩn như thế. Đấy, để thử cái xem nó có chạy ok không đã. Để mình lắp tất cả không lỗi này phải tháo ra. Đầu tiên kiểu gì ghim qua bóng đèn các bạn ạ. Đấy, lên nguồn đấy. Quạt chạy vu vu.
đặt nồi lên này. Đấy, nhá, bóng phát là nhận được nồi đấy. Sập nguồn rồi nhá. Mình sẽ cắm trực tiếp. On. Xem nó có lổ luôn cầu chì nữa không. Đấy, được 8A này các bạn này. VR vẫn zin bản đấy nhá, mình chỉ cho một ít dầu nhớt vào. Mình chỉnh qua chỉnh lại cho nó bảo quản tốt và nó bền hơn. Bởi vì cái thời tiết Việt Nam nó luôn làm cái kê VR đấy hỏng mà. Như vậy là con này chỉ 8A thôi chứ không phải 9A nhá, mọi người nhá, zin bản của nó đấy. Mình nhôm nó bé thế mà. Như vậy là một chiếc bếp từ Kangaroo model KG20IH1 này này. Với lỗi làm nhảy áp tổng của nhà là do chập công suất. Nhưng con này may mắn lại không chết IGBT mà lại chết cầu diốt thôi, nó nổ cầu chì. Thế mới lạ và độc các bạn nhá. Mình sẽ up video này cho chúng ta tham khảo nhá. Đôi khi chết công suất là rất là khác nhau đấy. Thế là chỉ chết cầu mà nổ cầu chì mình chỉ thỉnh thoảng mình gặp thôi chứ không phải gặp nhiều. Đa số là chết IGBT. Chết IGBT và đôi khi là chết cả cầu diốt. Hoặc là rất ít chết cả hai. Còn chết mỗi IG chết cầu diốt thì không thì rất là ít luôn mọi người nhá. Ôi khói vào camera rồi. Thôi chào tất cả mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây.